Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nguyễn Kim tri ân phái đẹp với hàng ngàn quà tặng ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay tủ lạnh TV Kim mua máy giặt sấy, TV OLED, tủ lạnh side by side, giảm thêm 10% cho các sản phẩm làm đẹp chăm sóc sức khỏe, tặng thêm đến 1 triệu đồng trả góp 0% tư cách ngân hàng. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Cái tập vừa rồi tuần trước rất là vui, rất là dễ thương với nhiều pha trả lời không đỡ nổi của các người chơi. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời được những người chắc chắn sẽ đem tới nhiều tiếng cười cho quý vị. Đội đầu tiên sẽ là Thúy Ngân, Piu Piu và Angela Phương Trinh. Trừ Phiêu Diêu ra thì không nói. Hai người này đi chơi game hay đi dạ hội vậy? Đi chơi game mà quất bộ đồ đỏ lè vậy đó hả? Dạ ai cấm là đi chơi game không được mặc đồ đỏ đó anh. Dạ trả lời đúng. Chắc cạo ha. Phiêu Diêu. Mọi người biết là ai của em? Phiêu Diêu ơi. Nó dễ thương hơn là Phiêu Phiêu. À Phiêu Phiêu. Phiêu Phiêu okay. nó giống như là thú cưng lắm. Dạ. Em bị run. Run là đứng bên hàng của cái đẹp run hả? Không sao đâu. Ok. Nha. Dạ. Bị cả làng mà lo gì? Dạ vâng em cố gắng. Trên sao chuẩn bị hành lý như thế nào khi đến với chương trình này? Em thực sự là những kiến thức về lịch sử hay địa lý là em rất dở rồi đó. Không có. Là không có trúng vô mấy cái đó. Chương trình mình không phải lúc nào cũng là những câu hỏi liên quan tới toán học, lịch sử. Dạ. Nó nhiều lắm, nhiều thể loại. Rồi dạ. Đôi khi là mèo đối chữ nữa. Nhưng mà Trinh thích lĩnh vực nào? Em thích cái gì mà vui vui đi. Chương trình nhiều câu hỏi vui lắm. Dạ, cảm ơn rồi, anh chị. Mời mọi người vào vị trí. Dạ. Dạ vâng. Đội B là Phương Hằng, Thanh Tân và Anh Tú. Xin mời. Đội này gọi là gì anh? Đội này không có vô cái hệ thống gì hết. Đội ca sĩ đó anh, đây là ca sĩ, bên kia ông bầu, ở giữa là fan club. Tú, phát biểu một câu gì để cho mọi người biết mình trưởng thành? Em vẫn chưa trưởng thành. Đàng hoàng cái coi, chào quý vị khán giả coi, 2, 3. Dạ, lần đầu tiên cho em gửi lời chào tới quý vị khán giả của Nhanh Như Chớp ạ. Đi vô đi Tú, đi vô. Mình phải chào đàng hoàng. Nói tên tuổi mình rồi mình hả? Mình, quý vị khán giả hôm nay lần đầu tiên đến gì đó, dạng vậy đó. 2, 3. Kính thưa quý vị khán giả, lần đầu tiên em tới chương trình Nhanh Như Chớp. Lên phường họp đi. Xin mời. Vừa rồi là cái màn biết là Tú là muốn tạo ra không khí vui đó. Nhưng mà em chưa vui bằng cái nhân vật sắp xuất hiện đúng đâu. Đúng rồi. Số nào cũng đều phải có nhân vật đó, không có là không phát sóng được. Banh rạp luôn. Ai vậy anh? Chờ xem. Ai sẽ xuất hiện ngay bây giờ? Dạ, đó là Rion Tia Chấp Trần Anh Huy. Anh Tú Diễn Viên Hài. Anh Tâm Diễn Viên Hài. Nghe nè, chỉ cần một câu nói của cậu ấy thôi là phim trường vỡ òa trong tiếng cười. Vô. Chị bay xong rồi xanh nhờ Sài Gòn Phan Xuyên đó. Chị thà là tôi là quý ông chị chớp Trần Anh Huy. Đi vô đi cưng. Sao bữa nay mà chào lúc ít gì anh? Chưa vui lắm. Giờ nói một câu nè, cơ hội một câu gì đó, ngắn gọn xúc tích. Nói đi. Không nói hay hơn. À, em nói chưa trưởng thành. Có gì mà không hài lòng thì coi như bỏ qua. Biến vậy hoài luôn phải không anh? Biến vậy hoài. Thế mà khán giả vẫn yêu cầu phải có trong chương trình này. Độc đáo không? Bấm lên bấm xuống rồi mặc đồ đẹp quá vậy? Thì đó, tiền lương không bao nhiêu mà. Tiệt, nãy mới tâm sự cho bánh gà. Anh Giang, đợt này em có một bộ thôi, hỏi cho vậy. Tiền có mua không đủ. Thương nhỉ? Thương lắm. Thương ghê. Đợt này em cũng ít đi show lắm. Dạo này mưa gió. Không, nắng em cũng không đi. Ê anh Tú ơi,
sao vậy? Em đẹp trai mà em hát hay nữa, tại sao vậy? Nè, đẹp trai hát hay mà không có show, chỉ có cái vô duyên thôi, vô duyên thôi. Trước khi chúng ta chơi, mình nói sơ về cái luật. Đúng một câu lên một nấc, lên tới vị trí cuối cùng là sẽ có một giải thưởng duy nhất dành cho một người, là 20 triệu đồng giải thưởng cá nhân. Vào vòng trong thì có một tấm vé đi tiếp của đội mình, một voucher trị giá 10 triệu đồng đến từ trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Cảm ơn quý vị. Nhanh như chớp. Và bây giờ sẽ là vòng đầu tiên, và hai bên muốn cử ai nào? Đội bên mình có một nam, ưu tiên nam trước mà. Ồ. Nhưng mà đã nam lại còn đen là... Không sao, có chấm đỏ là được rồi. Chơi luôn. Phiêu Phiêu. Phiêu Phiêu, bên đây là Anh Tú. Anh Tú, em hả? Anh Tú. Đội em chưa thảo luận thì nói tên em ngọ sớt. Em là ngôi sao mà em. Anh em mình là cố gắng qua số 1, thống nhất như vậy đi cho nó đều. À em tính không qua anh. À, em tính không qua. Rồi, quán tôi xì, ai lên ghế? 1, 2, 3 Thắng được quyền lên. Vô trong anh. Thắng mình có quyền. Vô trong. Bây giờ em muốn anh đọc hay là Harry? Em tin anh. Harry lên, Harry lên. Dạ. Phiêu Phiêu đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Tào nét dữ lắm, tào nét dữ lắm. Mấy cái thằng mà tào nét vậy là hay thua lắm rồi. Em đâu có bản thắng đâu. Câu hỏi bắt đầu. Go. Kể tên loại trái cây có tên đồng âm. Chôm chôm. Chính xác. Kể tên ba loại quả bắt đầu bằng chữ đờ. Đờ. Đu đủ. Quả đao. Quả gì? Quả đao á anh. Quả đao là quả gì? Bí đao hả? Quả bí đao á. Bí đao là chữ đầu tiên là chữ gì? Đu đủ. Đu đủ. Không chính xác. Đu đủ. Đu đủ. Đu đủ. Không chính xác. Trời ơi. Quả đào á. Đúng rồi. Tại sao mình không nói quả đào? Không sao đâu. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trái táo bên Mỹ gọi là táo Mỹ, mang về Việt Nam gọi là táo gì? Vẫn là táo Mỹ. Chính xác. Dễ quá mà. Cái gì có đến hai chân, em học em vẽ chẳng hề bỏ quên? Compa. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Đồ giả thứ thiệt là đồ thiệt hay là đồ giả? Đồ giả thứ thiệt là đồ giả. Chính xác. Ê, bạn này cũng nhanh chứ cho bố. Giả dối thứ thiệt là giả dối hay thiệt thà? Giả dối thứ thiệt là giả dối. Chính xác. Không biết sao đúng luôn kìa. Câu hỏi tiếp theo. Tôi được tìm thấy dưới nước nhưng tôi không bao giờ bị ướt, đó là gì? Tôi được tìm thấy dưới nước mà tôi lại không bao giờ bị ướt. Đúng. Là ví dụ như là thả vào trong cái lồng phao. Đừng có hỏi, đừng có hỏi, trả lời đi. Tôi được tìm thấy dưới nước. Tôi là thủy thủ ở trong tàu ngầm. Không chính xác. Chương trình, ok. Kính thưa tất cả quan viên hai họ, trong chương trình này có một cái luật là người chơi có quyền phản biện lại, đưa ra một cái đáp án không có trong chương trình nhưng tất cả đều thấy hợp lý thì sẽ được lên. Và trong vừa rồi á, cái câu đó nếu mình trả lời là cái bóng, hiểu không, phản chiếu mặt nước nhưng mà không bị ướt, và người trong tàu ngầm cũng không bị ướt. Lên. Hay quá. Hay quá rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Giường nào không có chân? Giường nào không có chân à? Kéo ca, kéo kẹt. Kéo ca, kéo kẹt. Nói gì đấy? Không, em đang hình dung cái giường làm sao lại không có chân. Có đấy, nhiều lắm. Rất nhiều lắm. Giường không có chân. Giường võng.
Dương võng là cái gì? Là cái giường bằng võng ấy ạ. Thì đó là sao? Đó gọi là cái giảm. Giọng chứ. À ok, vậy... Thôi khỏi ok, mời đi xuống. Không chính xác. Dạ, không chính xác. Có cái giường nào mà lại không có chân à? Giường. Máy bay. Giường xe khách. Giường ở trên máy bay, xe buýt nó cũng có cái chân xuống. Đó không phải là chân, cái đó là cái kê, cái bụng trên máy bay á, là cái mấy cái hãng lớn á. Mà khoang riêng á, là có giường. Nó nằm ở trên luôn. Còn trên xe buýt là người ta thiết kế hệ thống sắt. Rồi cái này dễ nè, cái này dễ nè. Tay ga có ở xe số hay xe tay ga? Cả hai đều có. Chính xác. Địa danh nào được in trên tờ 50.000 đồng Việt Nam? Thôi chết rồi. Còn chết rồi. Làm thoải mái. Được luôn à. Em không có đồng 50.000. Em thấy chưa, thấy chưa. Em không có đồng 50.000 à. Có thời gian 50.000. Đấy là... Cô đô Huế hả? Tôi cho nhìn luôn á, tôi cho nhìn nè, không có thể đọc được nha. Giống Huế quá. Ông Huế quá, ở Huế hả? Cô đô Huế. Nó là cái... nhà nhiều cột. Nhà nhiều cột. Nhà nhiều cột. Đáp án là nhà nhiều cột phải không? Địa danh nào mà nhà nhiều cột, ông ơi. Cái này là... cố đô Huế. Không chính xác. Ông mà cái này khó quá à. Trả 50 không? Cái này đáp án là... Nghinh Luân Đình, Phu Văn Lâu. 20 triệu mà. Đúng rồi, 20 triệu mà. Cái câu này câu thứ 10, 20 triệu mà. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Răng khôn hay răng sữa? Răng nào mà em bé dùng để uống sữa? Răng nào uống sữa được hết á. Nó bú bằng mồm mà. Đúng. 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 Vâng, câu hỏi tiếp theo. Răng trên với răng dưới, răng nào mọc trước? Răng trên mọc trước. Răng trên. Chính xác. Không. Đáp án là răng dưới rồi. Răng cửa dưới ra trước. Như vậy là Piu Piu đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Chúng ta cùng gặp gỡ lại anh Tú. Em có 50.000 trong túi không? Sao vậy anh? Anh hỏi thiệt. Em đâu? Mở bóp ra trước. Đâu? Đi. À đây. Cầm lấy con cái sử dụng em. Anh, tự nhiên anh đi giúp đại bạn chi vậy? Cái lương tâm của người thi chung với nhau em ạ. Em tin chắc. Rồi, lương tâm có khả năng là dừng ở lại, em thắng. để cho cái lương tâm nó dừng lại. Cái đó quan trọng lắm á, lát sử dụng nha em. Quan trọng lắm á nha. Rồi, cùng anh Tú nhanh như chớp. Kể tên loại trái cây có tên đồng âm. Đồng âm là gì nhỉ? Lấy á, giống nhau á. À, chôm chôm. Chính xác. Đi qua tao ơi. Kể tên ba loại quả bắt đầu bằng chữ đờ. Ba loại hoa quả bằng chữ đờ. Đờ. Nhanh. Không được nhắc. Cái gì? Dưa hấu. Cái gì vậy? Dưa hấu là chữ đờ. Chữ đờ đâu? Đờ. Dưa hấu là giờ rồi đó. Đờ, đờ, đờ. Nhưng mà câu gì rồi em trả lời sai rồi em đâu được trả lời nữa. Đúng rồi. Vậy hả? Ui, ui. Ủa không biết ba loại trái cây chữ đờ hả? Đờ. Đu đủ nè. Đào nè. Đào nè, đứng đây gãi quá trời gãi luôn mà không biết. Ủa gãi là liên quan đến gì vậy? Cái gì? Chị gãi em mới không biết đấy. Gãi đó là không phải gì. Em đào quá. Bạn bảo gì là. Là em gãi cho bạn biết là trái đào hả? Nó bị dị ứng á. Trời ơi. Quá sáng tạo. Hai đội chơi ngày hôm nay quá sáng tạo. Tiếp nhá. Trái táo bên Mỹ gọi là trái táo Mỹ. Mang về Việt Nam gọi là táo gì? Vẫn là táo. Táo gì? Táo. Em toàn gọi quả táo, chả biết em gọi quả táo gì. Táo. Trái táo bên Mỹ gọi là táo Mỹ, mang về Việt Nam gọi là táo gì? Táo. Táo gì? Nhưng mà em ăn táo thì bây giờ ra chợ côi cho con 1 ký táo. Thì đâu có gọi táo. Em có mấy quả kiểu táo khác nhau. Thì có táo đỏ. Táo... táo xanh. Táo xanh. Thì đáp án của em táo Mỹ. Trái táo bên Mỹ gọi là táo Mỹ, mang về Việt Nam gọi là táo gì? Táo Mỹ. Táo Mỹ, nhưng hồi nãy... Hồi nãy... Không có lên. Hồi nãy em cứ gọi là táo mà không đến khác rồi. Đó là táo Mỹ chứ đúng không? Cái gì có đến 2 chân, em học em vẽ chẳng hề bỏ qua. Con ba. Chính xác. Hay quá, táo ơi.
Đồ giả thứ thiệt là đồ thiệt hay đồ giả? Đồ giả là đồ giả. Chính xác. Giả dối thứ thiệt là giả dối hay thiệt thà? Giả dối thứ thật là giả dối hay thật thà? Giả dối. Chính xác. Tôi được tìm thấy dưới nước nhưng tôi không bao giờ bị ướt, đó là gì? Tôi được tìm thấy dưới nước. Tìm thấy à? Tức là ở dưới nước đó. Tôi được tìm thấy dưới nước mà không bao giờ bị ướt, đó là gì? Đôi ủng. Đôi ủng. À đúng rồi. Sao thế? Đôi ủng anh đi lũ lụt á, anh đi ủng có bao giờ bị ướt đâu. Nó vẫn dưới nước mà. Thì đôi ủng nó bị ướt. Đôi ủng làm sao bị ướt được? Nó đâu bị ướt vào chân đâu. Anh đi chân. Nhưng mà nó ướt đôi ủng. Nhưng mà nó đâu ướt chân mình. Cái vấn đề là cái đôi ủng bị ướt. Nhưng mà nó đâu ướt vào trong đôi ủng. Biết rồi, nhưng mà tôi được tìm thấy dưới nước là đôi ủng được tìm thấy dưới nước thì đôi ủng nó bị ướt rồi. Thôi cho em xuống đi. Xuống. Khó. Ủa. Ủa ôi. Đáp án là gì biết không? Gì vậy anh? Cái bóng. Câu này không dành cho em. Giường nào không có chân? Tức là cái chân, cho em hỏi cái chân gỗ đóng lên hay là cái giường mà nó nằm bẹp xuống đất? Tức là em, nhà em là giường nó không đóng bốn chân. Nó là cái giường gỗ nằm thẳng dưới đất mà không có chân trống. Gì đấy, giường nào không có chân? Trả lời đi. Giường nhà em à? Giường nhà em chân này. Giường bây giờ có nhiều loại giường, nó không nhắc, bên họ không nhắc, nhắc cũng không biết được gì. Chị như này em cũng làm sao mà em biết được. Thật chị sáng tạo. Thôi dừng lái, dừng gì đi, kệ. Dừng lái là dừng gì? Em không biết giường nhà em. Không chính xác. Giường trên các phương tiện giao thông. Xe giường nằm đó. Xe giường nằm. Xe giường nằm. Ta lái xe mà. Trên tàu hỏa, tay ga có ở xe số hay xe tay ga? Tay ga. Em đọc lại câu hỏi, em đang đọc lại câu hỏi. Xe tay ga là có ở xe số hoặc tay ga đúng không anh? Tay ga có ở xe số hay xe tay ga? À em tưởng là xe tay ga là cả hai xe. À được. Chính xác. Địa danh nào được in trên tờ 50 ngàn ở Việt Nam? Đâu mày biết kiếm mà đã đâu. Trời cũng không biết đâu. Không bao giờ đoán đúng. Ủa, ở đây không ghi địa chỉ anh? Ở đây không ghi địa chỉ anh? Em phải đưa lên đèn ấy, đôi khi nó là kiểu mật mã em. Không có, ở xong này. Đưa lên đèn á, mới thấy được. Đèn mới thấy được. em không biết đâu. Chùa Một Cột thì em không biết đâu. Được, không chính xác. Đáp án là Ngân Lương Đình, Phu Văn Lâu. Ngân Lương Đình á? Ngân Lương Đình, Phu Văn Lâu. Thật ra ngày xưa là em có đọc về cái này rồi. Mà em quên mất. Lâu quá nhỉ? Dạ, lâu quá rồi. Lâu đấy. Cái sắp tới không biết có đọc hay không này. Răng khôn hay răng sữa? Răng nào mà em bé dùng để uống sữa? Răng khôn hay răng sữa? Cái nào em bé dùng để uống sữa? Thì em bé uống sữa đâu liên quan tới răng. Chính xác. Răng trên, răng dưới, cái nào mọc trước? Răng, cả hai răng đều mọc. Không, chính xác. Răng dưới mọc trước. Em cứ lên rồi xuống nó cứ tụt tụt. Ba đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Rồi, vòng thứ hai, sao đội B muốn cử ai? Phương Hằng. Rồi, Phương Hằng. Chị Hằng cố lên. Em phải gỡ quà, anh mới thắng được nha. Còn thôi là ba không về luôn đó. Hai lên trước, quánh tư xì cho công bằng. Em thấy nó không công bằng lắm là tại vì người quyết định là anh đó, anh quyết định luôn bây đi. Bây giờ ai thắng quyết định? Quyết định. Em lên sau. Lên trước, lên trước. Rồi, giờ sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Thúy Ngân đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. 5 chia 3 bằng 2 khi nào? 5 là ngủ, 3 là tam, ngủ tam. Ngủ tam, có được ngủ tam đây nữa. 5 chia 3 bằng 2 là khi một cái bánh pizza mà 5 miếng chia, bỏ 3 miếng thì còn 2 miếng. Listen to me. 5 chia 3 bằng 2 chứ không phải là còn 2. Khi chia. Rồi, không chính xác. 5 chia 3 bằng 2 khi mình làm phép tính sai.
đúng rồi. Mấy câu hỏi này khó chịu thật chứ. Rồi câu hỏi tiếp theo. 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, vậy 2 giờ có bao nhiêu giây? 66 12. 66 12. 12 nhân với 6 nhân 6 36. 6 nhân 6 hay không 6 rồi. 6 nhân 6 36 nhân với 6. Double lên. Là 72. Thì là bao nhiêu giây? 72.000 giây. Không chính xác. 7.200 giây. Hồi ráng lên nha. Câu hỏi tiếp theo. Măng nào không mọc ra từ tre? Măng cụt. Đúng rồi. Cúc cuồng cũng được lên. Câu hỏi tiếp theo. Đi khám bác sĩ là đi khám bác sĩ hay đi bác sĩ khám? Đi khám bác sĩ là đi khám bác sĩ. Hay bác sĩ khám thì đi khám bác sĩ thì đến đó bác sĩ khám. Đúng rồi. Đúng. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Cá nào yếu nhất đại dương? Cá ngựa. Tại sao cá ngựa nó yếu? Tại cá ngựa nhỏ xíu nó yếu nhất là đúng rồi. Nó chỉ toàn bị người ta ăn thôi chứ nó đâu ăn được ai đâu. Không chính xác. Không chính xác rồi. Cá nào mà nó rất là đuối á? Cá đuối hả? Đúng rồi. Cá đuối. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nghề gì càng phá càng được khen? Càng phá càng được. Nghề đập sửa nhà. Càng phá nhà, càng đập nhà thì càng được khen. Trời ơi, có nghề đập. Có nghề đập nhà nữa. Có, sang bằng nhà để xây nhà mới đó. Cái đó gọi là sang lấp mặt bằng. Dạ, thì nghề đó đó. Không chính xác. Ủa, đáp án là thám tử hoặc là vận động viên. Thám tử là phá án, vận động viên là phá kỷ lục. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Loại tóc nào có giá trị nhất? Loại tóc đồ nào? Mèo nhà, đồ mèo nhà. Loại tóc nào có giá trị nhất? Giá trị tóc không biết thì bạn cứ trả lời đại đi cho qua cũng được. Tóc bạch kim. Chính xác. Chính xác. Rồi, trong chuyện Trạng Quỳnh, Trạng Quỳnh để tóc kiểu gì? Bới lên một chùm ở trên. Chùm, một chùm ở đây nè. Một chùm ở trên. Chính xác. Chính xác. Một chùm, một chùm. Trạng Quỳnh nhẹ nhỏ. Tóc để chỏm ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cô bé hay đi với Trạng Quỳnh trong phim trong truyện tranh tên gì? Suka. Suka. Suka là chuyện Doraemon. Em nhầm. Cô bé bóng hả? Bé bóng. Đáp án là sao? Đáp án. Cô bé Na. Không chính xác. Là cô bé gì vậy? Đáp án là con mắm. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Câu cái gì bị nhiều người không thích? Cái gì? Câu cái gì bị nhiều người không thích? Câu cái gì bị nhiều người không thích? Câu cái gì hả? Câu câu xác chết. Câu xác chết không chính xác. Đáp án là câu giờ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Có 3 người cùng vác một khúc cây to chia làm 3 vị trí đầu giữa đuôi, hỏi ai là người vác nặng nhất? Bằng nhau. Chính xác. Như vậy là Thúy Ngân đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Phương Hằng. Quá đơn giản, người ta chỉ có 2 câu thôi. Em chỉ cần trả lời đúng 3 câu là cân bằng tỷ số 1-1. Nãy em cứ nghĩ là mình thắng, lệnh quản trụ xì thắng là mình đi ra ngoài ngồi mình sẽ đỡ run hơn. Em cảm thấy ra ngoài đó ngồi em run hơn. Thì đó, em đi ra ngồi chi. Rồi giờ quản trụ xì lại nè. 2, 3. Ủa quản chi vậy? Quản chi vậy? Giờ em lên sao thì em lên chứ quản chi nữa. Xin mời. Sao tâm lý người chơi không ổn định ha. Rồi cùng Phương Hằng nhanh như chớp. Rồi 5 chia 3 bằng 2 khi nào? 5 thường là 5 chia 3 nó sẽ là số lẻ chứ nó không. Ủa vậy là làm sai tính rồi anh. Chính xác. Là em được tính là câu trả lời vậy luôn á hả? Đúng rồi. Đúng. Em thấy đơn giản không? Dạ không. Nói chung tiếp đi anh, em hồi hộp quá. Câu này rất đơn giản nha. 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, 2 giờ bao nhiêu giây? 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, 2 giờ bao nhiêu giây? Suy ra là 60 x 60 nhân 2 số đầu gắn 2 cái ghi vô. 3.600 nhân 2 là 7.200. Chính xác. Hay quá. Hòa đó, thoải mái là mình hòa đó. Câu này dễ hơn nữa. Măng nào không mọc từ tre? Măng nào không mọc từ tre?
Ở nhà em không có biết ăn măng luôn á. Em không biết ăn măng. Ê nhưng mà em đang Ê nhưng mà em đang măng cột. Đúng không? Tại vì trong đầu em nhìn Ngân sao em nhớ được cái kỷ niệm của đoạn phim của em. Ủa sao nó nghe là ăn uống không liên quan tới em. Kỷ niệm đi, kể đi. Cái kỷ niệm đó là tụi em đi cine tour cho phim Cả Đứa Cậu Tẻ. Xong rồi Ngân với lại chú Mai Quỳnh được tặng một bịch măng cụt rất là bự mà em không có được ăn. Ủa câu chuyện vui quá ha, vui quá ha. Ủa vậy hả? Câu tiếp theo, đi khám bác sĩ là đi khám bác sĩ hay đi bác sĩ khám? Cả hai đều được hết anh. Tại vì đi khám bác sĩ mình có thể là đi tới đó bác sĩ khám mình, hoặc mình để tới được để bác sĩ khám cho mình vẫn được. Chính xác. Con cá nào yếu nhất đại dương? Cá đuối. Chính xác. Nghề gì càng phá càng được khen? Xây nhà. Đúng rồi anh, khi mà cái người đó đập nhà đi thì cái người chủ khen là làm nhanh quá, càng đập nhanh thì người chủ càng khen. Không, chính xác. Biết nghề gì không? Thám tử. Làm vận động viên. Thám tử phá gì? Phá án. Đúng. Vận động viên phá gì? Phá kỷ lục. Hợp lý không? Dạ, cái này em hơi khờ. Cũng khờ đều hết á. Không sao đâu nha. Tiếp tục. Loại tóc nào có giá trị nhất đối mẹo? Tóc hả anh? Tóc giá trị nhất là tóc gì? Tóc giả. Tóc giả. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Tóc giả mắc lắm. Giá trị mắc nhắm luôn á. Cái tên thôi không chính xác. Cái tên nghe là giá trị là tóc bạch kim. Bạch kim là cái gì? Vàng trắng. Dạ. Đố mẹo mà. À vậy hả? Trong truyện Trạng Quỳnh, Trạng Quỳnh để tóc kiểu gì? Bà giá. Mà ba bà. Em coi cái Trạng Tí á. Trạng Tí á. Xong rồi cái có ba Trạng Quỳnh. Tự nhiên đang coi Trạng Quỳnh em coi Trạng Tí. Có gì vậy trời? Một giá. À, một giá là tóc chởm á đúng không? Chính xác. Cô bé hay đi với Trạng Quỳnh trong phim, trong truyện tranh tên gì? Người ta hay gọi Sủ, là... Sủ. Không phải, không phải. Trạng Tí. Trạng Tí. Nhà có cung truyện đó thôi hả? Hay gọi là con gì? Mập. Mập. Ở dưới con nhắc mập. Đúng không? Ở dưới nhắc là mập đó. Con mập. Đó. Không chính xác, con mập. Con mập. Câu cá gì bị nhiều người không thích? Câu con cá gì mà mọi người không thích? Câu cái gì? Cái gì? Cái câu gì? À, chính xác. Hay vậy. Có ba người cùng vác một khúc cây to, chia làm ba vị trí đầu, giữa, đuôi, hỏi ai là người vác nặng nhất? Cái người nào mà chơi ăn gian á. Chơi sao? Tại vì giống như ba người cùng vác một gốc cây to thì nặng nhất, thì cái nhiều khi cái đứa cuối nó không có vác đâu, nó giả bộ thôi. Đang đố khoa học mà. Khoa học mà. Đang có mẹo. Đang có mẹo. Cái người đầu. Tại sao? Cái lực của người đầu, cái mình gọi là gánh tim á anh. Ba người gác khúc cây, chia ba vị trí đầu, giữa, đuôi, mà sao người đầu nặng? Thì nãy em trả lời là không, như nhau anh không chịu. Trả như nhau nào? Ủa em chưa trả lời luôn. Đúng, chưa trả lời. Dạ, như nhau đó anh. Không được chấp nhận. Ủa em nhớ có trả lời như nhau mà ta. Không, không chúng có cùng, không chúng có, ta cùng không xem có. Là những khoảnh khắc vừa rồi để coi có trả lời hay không mà dám chống đối chương trình. Cái người nào mà chơi ăn gian á. Cái người đầu. Cái lực của người đầu, cái mình gọi là gánh tim á anh. Nếu một đô la bằng 100 xu thì 1 triệu xu bằng bao nhiêu đô la? Một đô la là 1.000. Mấy? 1.000. Không chính xác, hết giờ. 10.000 đô la. Càng lên em càng hồi hộp á anh. Nhưng không sao, đã lên được tới vị trí cao nhất, 5 đáp án liên tiếp chính xác, xin chúc mừng. Tỷ số hiện tại là 1-1. Người cuối cùng không ai khác Angela Hương Trinh và Angela Hương Trinh và Red Beat Red Tân.
ai lên trước, nhường phụ nữ hay là sao? Không anh ơi, không. Không bạn đây cứ sầm sầm đi, thắng quyết định. Rồi, chị sầm. Dạ. 1, 2, 3. Rồi, em quyết định. Em quyết định em vô. Vô, xin mời. Thanh Tân đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đường gì xe đi được mà không có ổ gà? Đường gì xe đi được mà không có ổ gà? Quá dễ. Suy nghĩ đơn giản là đơn giản lắm. Xe đi được không có ổ gà à, người chơi có kinh nghiệm đó. Có kinh nghiệm đó. Đó. Chơi rồi, anh chơi rồi đó. Đường băng. Đường băng. Đúng rồi, đường băng cũng được. Đường băng đâu có ổ gà, đường lỡ bye bye đáp. Đáp mà nói chúng ổ gà sao? Chính xác. Chính xác. Hoặc là có một đáp án khác là đường sắt. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Điền từ còn thiếu trong câu quốc có quốc pháp, gia có... Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Với một người không biết chữ, làm cách nào để họ đánh dấu hay xác nhận vào một văn bản giấy tờ nào đó? Chỉ tay. Đúng rồi. Chính xác. Câu hỏi tiếp tục. Cụm từ diễn tự nhiên đúng hay sai? Cái gì chị? Cái gì chị? Cụm từ diễn tự nhiên đúng hay sai? Diễn tự nhiên. Đúng. Đúng. Sai. Đáp án là diễn thì không tự nhiên. À hiểu rồi. Hiểu rồi à. Rồi. Ở câu này á, thực ra mình có thể trả lời hai phương án trừ khi mình biết giải thích. Sai là vì sao? Đã gọi là diễn rồi thì nó không là tự nhiên nữa. Nhưng mà trong nghề ta vẫn dùng cái từ là diễn tự nhiên, là ông bé là sao không diễn cái vai mà con bà hai tự nhiên dễ sợ luôn á, là giống như là con bà hai thiệt. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Vậy tự nhiên diễn là gì? Tự nhiên diễn là gì hả? Đúng rồi, là cái gì? Rồi, vậy tự nhiên diễn là xã giao thôi. Không chính xác. Người chơi có kinh nghiệm đó trời. Đáp án là đăng bình thường đột nhiên diễn. Ờ à, đúng rồi. Cái này dễ nè. Mũi cái hút máu, vậy mũi đực hút gì? Mũi cáo, mũi cái hút máu, mũi đực. Đúng rồi. Đâu hút gì đâu. Vậy ơi. Hút máu luôn mà. Nó không hút thì sao sống? Hút gì vậy? Đáp án là nhựa cây và hoa quả. Rồi, câu này có thể dễ nữa. Mũi đực không hút máu, vậy chúng có vòi chích hay không? Có. Chính xác. Cái gì chứa rất nhiều nước nhưng không bị ướt? Cái gì chứa rất nhiều nước? Quả địa cầu. Chính xác. Đại dương. Thứ đại nhất đại kinh kỳ, thứ nhì phố hiến. Vậy kinh kỳ này thuộc tỉnh thành phố nào? Hà Nội. Chính xác. Ủa em ơi, em có giỏi địa lý không? Giỏi cái gì? Sao vậy anh? Ở trên nhìn xuống ở dưới. Quê Hà Nội nè. Quê Hà Nội nè. Không phải, em có. Cái đáp án vừa rồi không được công nhận. Không có. Có. Trẻ kiểu anh cố lên. Cố lên mà vậy hả? Cố lên. Có vậy hả? Cố lên là cái gì nè? Cố lên Tân, cố lên Tân. Như vậy là thật lòng Tân là không nhờ Tú mà mình tìm được câu trả lời. Em biết Hà Nội. Nhưng vì Tú nên đáp án này không được công nhận. Ủa Tú đâu làm gì đâu. Tú cố lên Tân, tin em đi Tân. Hồi nãy anh đứng rất gần luôn. Hà Nội đấy. Tú à. Thôi nhưng mà nếu như em biết kinh kỳ nó nằm ở Hà Nội thì em cái này em cũng sẽ biết luôn. Không em không biết chị. Tú nhắc em mới biết á chị. Rồi câu hỏi tiếp theo. Vậy phố Hiến này thuộc tỉnh thành phố nào? Huế. Thành phố Huế hả? Đúng rồi. Vậy hả? Thì Huế. Lên nè. Lên. Không lên. Không lên. Không lên. Đáp án là thành phố Hưng Yên. Mới nhắc em luôn á chị. Tú nhắc em luôn á. Rồi câu hỏi tiếp theo. Trong truyện cổ tích thế giới, cô gái nào không bao giờ sợ chết đuối? Chị nhảy, chị thân nhảy. Biết rồi. Cái gì? Nàng tiên ca. Chính xác.
có biệt tài gì mà ai cũng thích. Khoan. Thưa quý vị thân mến, sau khi em đọc lại câu đó, đọc đi. Anh dạ, là dạ, dạ. Trong chuyện cổ tích, cô gái nào không bao giờ sợ chết đuối? Má, không phải. Em đang nhìn thằng nha. Em không có nhìn là em đang nhìn máy. Không phải. Xuất thân chị Hằng là dancer. Chỉ tại nghe câu này trong bài hát, cái câu bài hát là bài hát gì? Con cá nào mà không bị ướt. Chị nhớ lại cái ngày xưa chị nhảy bài này. Không có bài hát nào mà đi nhảy vậy. Không được công nhận. Hồi nãy là em tập trung em nhìn máy quay để mà em suy nghĩ chứ em chưa nhìn Hằng luôn. Trong chuyện nàng tiên cá có biệt tài gì mà ai cũng yêu thích? Nên đơn giản mà. Đó, quan trọng ổng không có đọc chuyện. Giỏi cái gì? Không có câu gì chứ. Nàng tiên cá giỏi cái gì? Hết đi, hết giờ. Hết giờ. Đáp án là hát hay, giọng ca hay. Vâng, như vậy là Thanh Tân đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Yeah! Em vừa con của em rồi. Đợt trước 1 câu, giờ 3 câu. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Angela Phương Trình. Cố lên. Em ráng đi. Anh bao nhiêu câu? Anh 9 câu lận. Không có gì hết, em cứ bình tĩnh. Nó coi rất dễ. Nó mới ngủ dậy nó thấy điều đó. Chứ thực ra nó có 2 câu à. 3 luôn hả? 3 câu anh. Quá thành công. Chúc mừng. Anh nói 2 câu rồi. Mời em. Dạ em sẽ cố gắng. Chúng ta hãy cùng Angela Phương Trình nhanh như chớp. Quá dễ. Câu số 1. Đường gì xe đi được mà không có ổ gà? Đường sắt. Chính xác. Thắng rồi. Điện từ còn thiếu trong câu quốc có quốc pháp, gia có. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chính xác. Với một người không biết chữ, làm cách nào để họ đánh dấu hay xác nhận vào một văn bản giấy tờ nào đó? Không biết chữ thì không thể ký tên được. Đúng rồi. Không thể ký tên được là lăn tay. Đúng rồi. Lăn tay. Cụm từ diễn tự nhiên đúng hay sai? Giải thích. Theo em thì diễn thì không có tự nhiên được. Diễn là dù diễn tự nhiên tới mức nào thì cũng là diễn. Chính xác. Đó là thắng bên này rồi hả? Dạ thắng rồi. Dạ tốt quá. Nhiều kinh nghiệm. Nãy đừng có nhắc Hà Nội là được rồi. Anh có biết không? Tao không biết. Cái gì Hà Nội vậy á? Câu số 5. Vậy tự nhiên diễn là gì? Bình thường tự nhiên cái đạo diễn kêu diễn rồi là diễn là tự nhiên rồi diễn là đó. Chính xác. Mũi cái hút máu, vậy mũi đực hút gì? Rồi rớt này rớt xuống chắc luôn, thấy nguyên nguyên rồi. Có nghe đâu này, mũi đực là hút ngày xưa Jun Phạm nó từng nói trên chiếc ghế này luôn. Chuối trái cây, em có coi số qua chuối trái cây. Trái cây hoa quả gì đó. Chính xác. Được. Mũi đực không hút máu, vậy chúng có vòi chích hay không? Con em nghĩ con nào cũng có vòi hết á. Chính xác. Dạ. Hay quá. Cái gì chứa rất nhiều nước nhưng không bị ướt? Dạ. Quả đi cầu. Chính xác. Hay quá. Trời ơi. Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Vậy kinh kỳ thuộc thành phố tỉnh nào hiện nay? Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. À, cái gì à? Hà Nội. Cảm ơn anh ơi. Nhớ chia tranh nha. Còn câu nhớ chia tranh. Vậy phố Hiến này thuộc tỉnh thành phố nào? Cái này khó. Cái này khó. Đúng nhắc đâu. Nhắc. Nhắc. Thành phố Hà Nội. Thành phố... Wow, ông Hà Nội. Hà Nội nãy rồi. Không chính xác. Nhưng mà vậy là giỏi rồi. Giỏi rồi anh ơi.
Angela Phương Trinh xuất sắc mang về 9 đáp án đúng liên tiếp, chúc mừng. Tỷ số hiện nay là 2-1. Bây giờ hãy thử ra mỗi đội một người, không phải là người vừa thi. Phương Hằng và chị Hằng ạ. Bên đây là không có sự lựa chọn đúng không? Đúng dạ, rồi, không có sự lựa chọn. Bên kia là Thúy Ngân. Thúy Ngân. Em có điều, anh Tiên đấy. Ai lên trước? Thúy Ngân. Nữa hả? Anh chị 2-3. Ai thắng thì trường giải quyết định. Em lên luôn. Em ơi, cố lên em ơi. Phương Hằng đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Tương tư nghĩa là gì? Tương tư nghĩa là mình thích một người nào đó mà mình không có thổ lộ, mình cứ giữ tương tư trong lòng của mình. Hoàng. Yêu một người nào đó, đúng không? Mình cứ tương tư một người nào đó, ví dụ như em. À không được, anh không được. Ví dụ như Tú, Tú đi dạ. Ví dụ như em thích Tú, em cứ nghĩ về Tú hoài, suốt ngày mình cứ tương tư về cái về Tú. Đúng rồi, vậy là chính xác. À, câu hỏi tiếp theo. Vậy chữ tương trong tương tư là gì? Chữ tương trong tương tư, nó là động từ, danh từ hay tính từ hả chị? Không, nó có ý nghĩa là gì á? Tương là nghĩ về, nhớ về. Không chính xác, không chính xác, không chính xác. Vì em không hiểu rõ câu hỏi luôn. Tương tư. Bây giờ nghe anh giải thích từ từ để bình tĩnh nè. Dạ. Tương là nhau, tư là nhớ. Đúng rồi. À cái này không biết. Nhớ nhau. Ủa nhớ nhau với nghĩ về nhau cũng giống nhau mà anh. Nè em nói chữ tương là nhớ là sai, chữ tư mới là nhớ. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Vậy tương trợ là gì? Tương trợ là giúp đỡ lẫn nhau. Chính xác, chính xác. Tương đồng là gì? Tương đồng là giống nhau. Chính xác. Vậy tương bình là gì? Cái gì chị? Tương bình. Tương mật là cái đồ mình ăn á. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Đó, đáp án là tên một loại tương làm ở làng Bình. Rồi câu hỏi tiếp tục. Nguyên liệu chính làm tương bình là gì? Đậu nè. Chính xác. Tại vì em không có biết tương bần là cái tương gì hết, nhưng mà tất cả các loại tương đều phải làm từ đậu nành. Đúng. Đúng rồi. Nhưng mà đó, hồi đa số là vậy. Hồi nãy ông Tú nhắc tào lao, hồi nãy em nhắc gì á? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Câu ca dao nào có nhắc đến tương? Quá dễ. Có chữ tương là được rồi phải không chị? Đúng. Tương thân tương ái. Câu ca dao. Dạ dạ, câu ca dao. Có cái câu gì mà lại đi anh nghe. Đây tao đang biết mà ta. Cái này anh Tú chắc chắn không biết. Em biết mà. Xây đem cái gì bên này không phải. Đây thời gian đang trôi qua. Tự đọc đại đi chị, nói đại đi chị. Câu ca dao nào có nhắc đến chữ tương? Hết giờ. Ai biết, ai biết. Biết không? Em nhớ sơ sơ mà em không chính xác lắm. Ai biết? Anh đi, anh nhớ. À anh đi, anh nhớ, nhẹ nhớ cái đồ rồi kéo dài dầm tương. Mà anh cứ tên hoài không? Đọc rồi vẫn bằng chắc. Tê là cái câu đấy câu nào nữa. Như vậy là Phương Hằng đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Chúng ta cùng gặp lại Thúy Ngân. Đây. Bốn câu hả? Vượt qua được không? Nếu mình vượt qua được là đội mình thắng luôn, bước vào vòng trong. Cố lên chị ơi. Cố lên, dễ lắm. Em cứ bình tĩnh là dễ lắm. Rồi, xin mời. Cố lên chị. Một lần nữa cùng với Thúy Ngân nhanh như chớp. Tương tư nghĩa là gì? Tương tư là yêu một người nào đó rồi nhớ người đó. Chính xác. Ủa đúng không? Ủa trả lời anh không dám để em giải thích thêm luôn. Sai. Vậy chữ tương trong tương tư là gì? Tương tư là nhớ.
Rồi tương là tương phùng là cùng nhau, cắt nhau á hả? Tương tương là nhau, chính xác. Ủa? Tương là nhau, tương là nhớ, nhau. Vậy tương trợ là gì? Tương trợ là cùng nhau giúp giúp người này giúp người kia là tương trợ đúng không? Ngắn gọn, xúc tích, đừng phân tích, sai. Tương đồng là gì? À, tương đồng, cái này giống cái này là... Chính xác. Hả? Ủa, chưa trả lời. Tương đồng là cái này giống cái này đó. Đâu dám cho bà nói nhiều. Vậy tương bần là gì? Hả? Tương bần. Tương bần hả? Tương bần sao giống món ăn vậy? Em trả lời đúng câu này là em thắng đó. Tương bần là... Thua rồi đấy. Nhìn gì? Thua rồi đấy. Anh đừng dắt em đi đâu hết. Nguyên liệu chính làm tương bần là gì? Chắc cái đó là làm cái gì làm tương cũng là từ đậu. Đậu hũ. À, đậu đó giống cắt đậu giống làm nước tương là đậu nành đúng không ta? Chính đậu xác. Nành làm nước. Đậu nành làm nước tương. Bớt giải thích lại. Giải thích hồi sai từ lưa giờ. Câu ca dao nào có nhắc đến tương? Tè 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 tè. Lại nhắc bên đây vừa nhắc bên đây luôn. Công trai như nước Thái Sơn đó. Nhớ cà dầm tương. Anh đi nhớ canh rau muống với cà dầm tương. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi anh nhớ nhỏ này. Anh đi anh nhớ qua nhà nhớ canh rau muống với cà dầm tương. Rồi. Câu thành ngữ nào có nhắc đến tương? Thành ngữ hả? Tương tương này ca sĩ. Cái này là câu tục ngữ ca dao gì được không? Không em đúng rồi đấy, em nghĩ đúng rồi á. Nghĩ gì đâu, biết nghĩ gì. Câu này là câu nói thôi à, chứ không phải câu thành ngữ. Nói đi. Em nói thử nha. Thì nói đại đi. Nói đi, đúng rồi. Tương hả? Nát như tương. Chốt, đã bạn. Đại đi, đại này đi, là câu nói thôi chứ không phải là câu thành ngữ. Nói đi, em nói đi. Nói đại đi. Tương đại. Nát như tương, không chính xác. Có vẻ Piu Piu biết tương thân tương ái rồi đúng không? Đó đó đâu phải là thành ngữ rồi. Đấy là một câu bị câu thành ngữ. Cái câu đúng của nó là nát như tương bần. Ủa anh ơi, nói là nát như tương mà làm gì có nát như tương bần. Không có bần đúng rồi. Trời uổng quá à. Béo tròn mặc áo đỏ hồng bên trong bột lọc lại bồng hạt son là quả gì? Quả gì mà béo tròn mặc áo đỏ hồng bên trong bột lọc lại bồng hạt son. Đỏ là có trái táo, trái lựu, trái em suy nghĩ thôi nha. Trái dừa. Dừa đâu có màu hồng đâu. Thì đó. Cải. Bây giờ chỉ có trái đào và trái vải. Đào là trái gãi hả? À trái vải. Đâu em là mặc lại áo anh. Trái vải là đáp án chính xác nhưng đồng đội em đã phá hỏng. Trái gì mà có rất nhiều trong bụng của một con vật biết bơi? Có ruột, gan, tèo, phổi, trứng, trứng cá. Chính xác. Bạn hồi nhỏ em ăn trứng cá, em rất lên được trứng cá. 100 triệu có bao nhiêu chữ số không? 100 triệu là 5 chữ số không. Chính xác. Không. Hết giờ luôn. Hết giờ. 8 chữ số 0. Đúng rồi. Dù sao cũng rất là giỏi rồi, vừa có được tất cả là 7 câu. Trong khi đó bé Hằng có 4 câu thôi. Tỷ số hiện tại là 3-1, đồng nghĩa với việc chúng ta bước vào vòng đặc biệt. Bây giờ đội mình chắc chắn có một tấm vé vào vòng trong của chương trình này rồi. Và bây giờ sẽ bước vào đặc biệt. Dĩ nhiên ở đó có nhiều giải thưởng rồi. Giải thưởng cao nhất là 60 triệu đồng. Còn đội của mình không có gì buồn hết. Mình vẫn ra về với tiền thưởng là 9 triệu đồng. Bây giờ chúng ta cùng
đến với vòng đặc biệt, nơi có giải thưởng cao nhất 60 triệu đồng. Nhanh như chớp. Và bây giờ sẽ là bước vào vòng đặc biệt của các bạn. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi mang tính chất liệt kê và các bạn trả lời đúng 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút là các bạn giành được 60 triệu đồng. Dĩ nhiên là tấm vé vào vòng trong và voucher 10 triệu đồng đến từ trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim đã có rồi. Câu hỏi này rất đơn giản. Sẵn sàng chưa? Hãy kể tên 20 tỉnh mà có quốc lộ 1A chạy qua. Đồng Nai. Chính xác. Tiền Giang. Chính xác. Hồ Chí Minh. Kiên Giang. Long An. Chính xác. Hà Nội. Đồng Tháp. Bắc Giang. Cần Thơ. Hải Phòng. Sóc Trăng. Cà Mau. Bình Định. Chính xác. Bến Tre. Đào Lao rồi đó. Cái gì? Cà Mau. Long Thành. Gì Long Thành? Vũng Tàu. Bình Phước. Long Hải. Cái gì nữa? Nha Trang. Đà Nẵng. Đi ra đúng rồi. Cho thông minh đó. Hải Phòng. Đi đi. Nam Định. An Giang. Bình Định. Cứ trả lời đại đi không sao. Quảng Ninh. Thay người khác. Nhắc. Phan Thiết. Hà Nội. Mũi Né. Bắc Cạn. Mũi Né. Hưng Yên. Sơn La. Huế. Đà Nẵng. Hội An. Không được một mình trả lời hết. Tỉnh. Huế. Tỉnh An Giang. Tỉnh Bình Định. Bắc Cạn. Kiên Giang. Tỉnh Hưng Yên. Kế bên Bình Định là gì? Kế bên Bình Định. Hội An. Ninh Thuận. Bên gì đâu thấy rồi ạ. Hôm nay em học được nhiều quá. Nhiều cái lắm anh ơi. Bữa nay tôi biết là Vũng Tàu có quốc lộ 1A chạy ngang luôn á. Em học được nhiều cái ghê. Ghê thiệt. Như vậy là sau 1 phút các bạn đã kể ra rất nhiều đáp án. Quá nhiều. Nào là Long Hải, nào là Vũng Tàu có. Nơi mà con đường quốc lộ A không bao giờ ghé qua. Em thấy liệt kê trên 40 cái rồi đó anh. Rồi các bạn cũng rảnh đưa xuống tới Cà Mau luôn. Có bạn hình như lên miền núi đó phải không? Đúng rồi, Sơn La, Bắc Giang. Rồi có lên Đà Lạt đó phải không? Đúng. Nơi đó ước gì có quốc lộ 1A cho các bạn đúng. Nhưng không, các bạn vẫn rất xuất sắc. Mang về được tất cả là 20 đáp án đúng. Cuộc sống này không gì là không thể xảy ra. Nhưng điều vừa rồi là không xảy ra. Đáp án chính xác các bạn mang về là 13. Ôi. Nhưng mà không sao, các bạn vẫn được nhiều giải thưởng, đúng không? Giá trị tiền thưởng mang về là 15 triệu đồng. Đúng rồi. Vòng trong và đặc biệt là một voucher mua hàng 10 triệu đồng đến từ trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Đó. Chúc mừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp. Thì em cứ đi đi, em cứ xa anh và đừng ngắm nghi. Em chưa bao giờ tiếp xúc với cái cổ thời kiểu như vậy anh ơi. Mẹ ơi, phận gái 12 bên ư, biết bên nào trong biết sông nào. Đục đục đục. Trời ơi, không cần hát nữa con, tài năng mà vậy là quá hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Quá hiểu. Con gái yêu thương mình không phải là mình hát hay đâu. Dạ. Tại mình hát dở đó. Tại hát dở đó. Đâu không. Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim hân hạnh đồng hành cùng chương trình.